Chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 35 tiểu thuyết đóng rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau năm lần bảy lượt đi về nhà, năn nỉ mẹ thuyết phục cha cho sang tên nhà bằng lý thuyết, bằng tình cảm và cả bằng nước mắt lại còn nhờ thêm cả chú bác họ hàng thân thiết đến vận động cuối cùng ông cụ tú mới bằng lòng cho nên khi nghe mẹ nhắn về lấy giấy tờ nhà cô lễ rất mừng vì không chỉ có được nơi ăn chốn ở rộng rãi có chỗ ở mới cho chồng chuyển sang nghề khác mà còn vì điều đó chứng tỏ cụ tú đã hết giận nhờ cho người thư ký bàn giấy mấy đồng bạc nên chỉ sau một tuần cô lễ đã có được văn tự căn nhà ở phố hàng giải thâm đứng tên mình làm cô phơi phới như cô gái trong ngày cưới mang được của hồi môn về nhà chồng bởi qua lời kể lại của mẹ cô biết cụ ông chỉ chiều theo ý bà cụ còn cậu nghĩa thì kịch liệt phản đối mang tâm trạng ngập tràn hạnh phúc cô lễ đón xe kéo về tòa soạn báo tưởng chồng sẽ đón mình nhưng không thấy bóng anh thừa đâu cả thay vào đó một phụ nữ trạc tuổi cô lễ trong bộ đồ vái áo màu nâu chân đất tay dắt một đứa con trai khoảng 3 tuổi đi đến gần cô. Người đàn bà hỏi thăm về anh thừa, nên cô lễ tưởng là bà con ở quê mới ra. Sợ thất lễ, cô mời vào phòng riêng, nước uống và cùng đợi anh thừa về. Cô lễ nào biết đó chính là vợ cả và con trai của anh thừa. Hãy cùng bước vào phòng 36 tiểu thuyết đóng rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay để nghe mẹ thằng Mão dạch trần bộ mặt của thừa qua những trang văn đầy kịch tính cô lại nhìn cây gạo mọc trên bãi cỏ. Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề. Chỗ này dẫn đồn là có lắm ma, tối đến hiện lên, dương đôi mắt xanh lè, thè cái lửa dài như quả nút nát, để dò người qua lại. Đó là những quan hồn của người thắt cổ phải không? Ừ, cây gạo này thấp, cành nó là là. Người tự tử đứng trên ghế Giới tay buộc dây thừng vào cành cây rồi thò cổ vào thòng lọng đạp cái ghế cho đổ đi thế là lơ lửng treo dưới thừng năm phút sau người ấy tắt thở chân tay mềm duỗi thẳng nhưng bây giờ người ta hay từ tử ở hồ hoàng kiếm lội xuống nước bước độ ba bước thì hụt xuống chỗ sâu ngập đầu ăn ạt tắt thở dùng dãy uống nước thế là chìm lại còn có người uống thuốc phiện hòa với giấm thanh bao nhiêu thuốc phiện, bao nhiêu giấm thanh thì đủ nhỉ? Và với giấm tay có chết được không? Nghe nói tay hay tự tử bằng thuốc ngủ và đầm lại tự tử bằng hoa. Ừ, thì uống nhiều thuốc ngủ, ngủ liệm lâu thì phải chết. Nhưng hoa thì thơm, giết thế nào được người? Xong, chắc là có công hiệu, cho nên người ta mới tự tử bằng hoa chứ. Người chết rồi thì không biết gì nữa, không lo lắng, không buồn phiền, không giận dữ không xấu hổ không nhục nhã người sống muốn nói gì thì nói người chết chỉ nằm yên và dù chết vì tội bất hiếu chết vì tội bất chính chết vì chán đời phù bạc thì đám ma vẫn có người khóc lóc người hối hận cô lễ đã đến phố hạng vông đi đâu bây giờ về nhà mà mình thấy cha mẹ thấy hai em thì muốn tự tử thật tại sao cô không tin lời thành thực của người em ruột thịt lại tin lời tán tỉnh đường mật của con người lọc lừa. Tại sao cô không dâng lời cha mẹ, lấy cậu nhân là chỗ hẳn hoi? Tại sao cô không cứ ở với ông bà nhì? Xa Hà Nội, để trước hẳn dây liên lạc với người quỷ quyệt. Và tại sao cô nhẹ dạ, trốn nhà đi theo trai, theo một thằng phu kiếp, một thằng cu ly kéo quạt, một thằng ăn cắp, một thằng bợm, một thằng rượu chè cờ bạc, trai gái, đã bỏ mấy đời vợ, đã bỏ mấy đứa con thằng ấy chỉ là con một anh lính tập vì giết quẩn ông đề thám mà được tay cho đóng bếp cô nghĩ lời của mẹ mão nói con tay lai đĩ rạc đĩ rầy bụng phưởng cái thai của ai ấy mà đi lấy chồng thì được cưới bằng lọng xanh bằng quả phù trang bằng xe sông mã bằng nhung bằng gấm bằng tiệc tùng hát sướng đến nhà mới thuê cũng tế tơ hồng cũng lễ hợp cẩn như một cô gái tơ. Thế mà cô, một cô con gái hàng đào, đức hạnh, trong trắng, giàu có, con nhà lễ giáo, thì đi lấy chồng như đi ăn trộm. Tối hôm ấy, cô đến đầu chợ Đồng Xuân, thì hắn chờ sẵn ở đấy. Trong ngực cô thình thịch, cô nhìn trước nhìn sau, nhảy tót lên xe thuê sẵn. Trời tạnh ráo, nhưng xe che kính mít bằng áo tơi cánh gà như chở người ốm vào nhà thương cô ngồi ở trong không dám dòm ra xem xe đi những đường nào một lát xe đổ xuống cô ra ngoài nhìn xung quanh không biết là ở đâu trời tối như mực đèn lửa lại chẳng có cô theo hắn vào trong xóm đường gồ ghề mấy lần cô suýt ngã phải đưa tay cho hắn dắt như vợ chồng anh sẩm rồi cô chui vào một cái buồng hẹp trong một căn nhà tranh thấp mùi mốc, mùi hôi. Mãi mới mượn được cái đèn con. Cô mới nhìn thấy chỗ nằm là cái giường tre. Trên rải chiếc chiếu cũ rách giữa. Đám cưới của cô thế đấy là hết đời trinh bạch. Vậy mà lúc ấy cô không tưởng tượng đến cha mẹ, đến hai em ở nhà đương thế nào. Sáng mai hàng phố bàn tán ra sao. Cô chỉ cần có mỗi một mình hắn ở cạnh. Một mình hắn là đầy đủ, là hạnh phúc, là tương lai cô dừng sững chân lại để nhịn khóc. Cô nhìn chuyến xe điện đi qua để xua đuổi những hình ảnh đương dẫn dơ trong đầu óc. Cô đi đâu bây giờ? Đi đâu cũng được. Nhưng đi đâu mà trốn được xấu, được nhục. Đi đâu mà tránh được nghĩ ngợi, buồn phiền, giận thân, giận kẻ gian ác. Đi thế này lỡ họ hàng bè bạn trông thấy, mà hỏi thì nói thế nào? Nhà cậu nhân ở phố nào nhỉ? Mặt mũi cậu ta thế nào? có phải là cái chàng đi xe đạp kia không? Hai hè phố, người ta đi đâu mà tấp nập thế? Họ không có điều gì nghĩ ngợi, buồn phiền, giận thân, giận kẻ gian ác à? Sao cô kia lại cười nói vui vẻ thế? Cô không có tội bất hiếu với cha mẹ à? Cô không đi theo trai à? Cô không bị ai lừa à? Chồng cô không là phu kiếp, không là cu ly kéo quạt, không rượu chè, cờ bạc, trai gái, không bỏ nhiều vợ và bỏ nhiều con chứ. Còn cô kia, cô vẫn giữ được tấm lòng trinh bạch. Hay đã có chàng trai nào, nó ém thư cho cô, nó quyến rũ cô bằng lời đường mật, để cô mê nó, cô tính đường theo nó. Còn cô kia nữa, tại sao cô cười? Cô đã có chồng chưa? Cô lấy chồng, cưới sinh đàng hoàng, hay cô đã lẻn đi theo trai? Cô cười ai? Cô cười gì? Cô hân hở vì lấy được tấm chồng xứng đáng hay cô mỉa mai cái người tàu lỗi nhơ nhuốc nào. Đến chợ cửa Nam, cô thấy hàng họ đã giảng và đường bị chắn. Một chuyến xe lửa đi qua, sao mà đông thế? Họ đi đâu? Họ về với vợ, với chồng, về với cha mẹ hay trốn vợ, trốn chồng, trốn cha mẹ, trốn đi đâu? Lên Lao Cai, lên Lạng Sơn, rồi sang Tàu hay xuống Hải Phòng, rồi vào Sài Gòn. Dù đi đâu, cũng phải đem theo cái đầu có bộ óc biết nghĩ, biết nhớ, để mà buồn, để mà giận. Nhưng họ buồn, họ giận. Còn tìm được người thân mà than thở cho vợ nỗi lòng. Còn cô thì than thở với ai? Cô định ngậm bồ hòn làm ngọt. Chứ mình làm mình chịu, chứ kêu mà ai thương. Giả dạch áo cho người xem lưng thì xấu chàng, nào có ai khen chi mình. Tội ở cô, cô đành đau đớn một mình, còn đầy đỏ thêm cho cha mẹ và hai em đau đớn lây nữa hay sao? Thật là khổ tâm, thật là đau xót. Chỉ có nằm trên đường sắt, chỉ có treo dưới dây thừng, chỉ có ghiềm đầu xuống nước, chỉ có uống thuốc độc vào ruột mới không biết gì nữa. Cô thở dài quay trở lại. Cô về hàng đào, cô về nhà. Cụ bà trông thấy cô thì tư tỉnh khoe ngay. Cậu ấy ở đây vừa mới đi khỏi, Cô khẽ đáp. Dân. Thế cô đi đâu từ chiều mà cậu ấy phải tìm thế? Cô nén thở dài. Con đi có việc. Rồi cô hỏi. Thầy con không có ở nhà Ấy, hai bố con ăn cơm xong rồi đưa nhau lên hàng giải thăm đấy. Cô giật mình. Làm gì à? Xem cái nhà của cô chứ làm gì. Cô nhăn mặt. Xem làm gì dội Để sửa chữa mà dọn đến ở chứ làm gì Cô tặc lưỡi Ở gì Cụ cao mặt Con bé này hay chứ Chưa được nhà thì nằng nặc đòi cho kỳ được Bây giờ được rồi thì ở gì ở gì Ai biết thế nào mà chịu được Nhưng trước khác bây giờ khác 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 thế nào Đừng trẻ con Cô không nói nữa Cụ dục Thôi, liệu mà về, kéo cậu ấy tìm. Bận sao có đi đâu thì cũng phải nói lên một tiếng cho người ta biết. Nhưng có nhà đâu mà nói. Thấy cậu ấy bảo cô đi chơi với một người nào, dắt đứa bé con phải không? Ai thế? Người quen. Ừ, thế chứ lị. Cậu ấy cứ tưởng là họ hàng. Mới đón thế nào hai người cũng đưa nhau về nhà. Nhà con chờ con có lâu không ạ? À? Đến đây lúc gần 4 giờ, vừa mới đi. Còn nói chuyện với thầy mãi, mới ăn cơm. Để bảo rể hay con cũng thế, không khách khư gì. Đến chơi chạm bữa thì ăn. Được cái cậu ấy cũng dễ tính, không như người ta. Cô lễ thở dài, cô thấy còn có vẻ buồn thì cười. Đúng là cô phải chờ cơm cậu ấy. Chưa thấy về thì đến đây để tìm à. Cô đáp cho xong, dân... Thế ăn cơm chưa? Cô nghe trong bụng rồi đáp. Con ăn rồi. Ừ, tưởng chưa ăn. Thì chờ chút nữa em đi học về ăn với nó. Rồi cụ dịu dàng bảo. Này, để mới mua được mấy gấp chả cầu dần. Ngon đau đệ Ăn giá vậy nha. Cô lắc đầu. Con chả ăn. Cô cười. Bảo thật cô nha. Có ăn ở đây thì ăn. Chứ xin mang về là lẽ không cho đâu Gì cũng để phần cho chồng Rồi không cười nữa Cụ bảo Nói đùa chứ cậu ấy ăn ở đây rồi Mà hôm nay đã dám uống tí rượu Chắc là nể thầy lắm đấy Cô thở dài Khừ một cái Rồi nói mát mẻ Dân nhà con không biết uống rượu Cụ không hiểu Là cô đai người chồng giả dối của cô Nên cụ khen Ừ, cậu ấy cũng hiền lành thật thà. Thế là mừng. Cô ngồi thử không đáp, cụ cao mặt. Quay, hôm nay cô này thế nào ấy? Rồi cô đùa. Hay là nhớ chồng. Này, đã lớn rồi. Đừng có như sơn như nhựa mà người ta cười cho đấy. Dắt nhau một lúc mà chồng đi tìm vợ, vợ đi tìm chồng. Cô thở dài không phải thế đâu à. Cụ yên lặng rồi hỏi khẽ. Hay là nghe, cô thấy trong người khác cái gì không? Cô không đáp nhưng hỏi. Nhà con nói chuyện gì với thầy à? Đẻ cũng chẳng nghe, chắc là chuyện gian bài nghĩa lý chưa gì. Cô nghĩ một lát rồi. À, có một lúc. Để nghe thấy cậu ấy phàn nàn là từ ngày làm báo có lắm kẻ độc tâm nó ghen ghét nó đặt điều để nói xấu cậu ấy cô lẽ xám mặt đặt điều nói xấu tốt thì ai nói xấu có thực thì ai đặt điều cụ cao Đô lông mày à cô này hay vợ chồng có điều gì giận dữ nhau đấy cổ nhân bảo chồng giận thì vợ làm lành miệng cười hớn hở rằng anh giận gì gia pháp nhà này á không dạy con gái hỗn với chồng đâu nha. Cô nói. Không ạ, à, chúng con có điều gì với nhau đâu ạ. À. Thế chưa lị? Thôi, về đi, kẻo tôi Bỗng cậu Nghĩa mở cửa vào, cô lễ được cớ để ở lại với em. Cô chờ cho cụ cất sách vở và rửa mặt xong đâu đấy rồi bấm cầu lên gác. Hai chị em rón rén lên thang. Vừa đến mặt sàn bỗng cô lễ nắm chặt cánh tay em, òa lên khóc. Chị khổ lắm em ơi. Rồi cô nhét chặt giặt áo vào miệng để nước nở, cho cụ tú khỏi nghe tiếng. Mờ Nghĩa chạy đến gần, hai vợ chồng đỡ chị ngồi xuống ghế, cầu hỏi khẽ. Giữ chị thế hả chị? Cô thúc thích. Chán đời lắm em à. Cậu thương chị, mặt nhăn nhó. Thôi, em xuống nhà mà ăn cơm, Chị khóc được một tiếng là hả rồi Để chị yên, nằm nghỉ một lát Bỗng có tiếng cụ bà gọi mờ nghĩa Cô lệ dặn Để con hỏi chị, em nói là chị đau bụng nhé Mờ nghĩa xuân khác, cô lệ nói Chị không muốn về đằng ấy hôm nay Cô nghĩa hiểu chị, nhưng đúng đỉnh đáp Lấy chồng thì phải về với chồng Dù là ngủ lại nhà mình cũng không được mở nghĩa lên nói để bảo em xuống coi nhà cho đẻ đi một tí. Để dặn chị xem rau thế nào. Có phải gọi anh đến xem mạch và cho thuốc không? Cô lẽ bực mình. Chị không cần gì cả. Rồi cô đai. Xem mạch cho thuốc. Một lát cô nói. Chị chỉ cần hai em điều này là chút nữa. Thầy hay đẻ có hỏi chị. Các em nói rằng chị về đã lâu rồi. Cậu nghĩ hỏi chị không về à thầy để biết các em nói dối thì mắng các em chết Mà nghĩa xuống nhà cô lệ nói mặc kệ các em cô lệ nằm một mình cô muốn ngủ một giấc cho say sưa như ban nãy nhưng không sao ngủ được lúc nào cũng như văng vẳng bên tai cô tiếng của mẹ mão có thật chồng cô xấu thế hay chị ta thù ghét mà bịa thêm nhiều câu chị ta vô ý vô tình mà nói nhưng chẳng khác gì những nhát búa bổ vào đầu cô những ngọn dùi đâm vào tim cô bố mẹ trót lầm thì mình nên chịu cả nghe mối lái mới gả cho nó chết già thì chết ai hoài gả con cho quân bị bợm bạc tình khổ quá Tội ở cô cả mà người ngoài lại đổ cho hai cụ đau xót làm sao rồi luôn luôn hình ảnh chồng cô hiện ra trong óc cô. Nhưng không phải cái người mặc quần tây cổ đứng màu xám, đội mũ lưỡi trai, đeo đôi kính trắng không dành, ngồi bắt mạch. Cũng không phải cái người đội khăn nhiễu tay, mặc áo đoạn trơn, ngồi ở bàn giấy tòa báo, mà là một anh thừa đi đất, mặc bộ quần áo xanh cổ, tay cầm lá cờ, tay giữ đầu ghi. Một anh thừa tự lưng vào tường, hai tay ôm đầu, cái dây quạt để kéo xuống buông lên như người lại. Một anh thừa mặc áo thùng xanh ra ngoài áo gấm đứng trước bàn thờ lễ tư hồng với cô đốc mặt trắc bừ nhận phấn. Xấu chàng hổ ai? Cô thở dài. Không biết một người đốn mặt, tàn nhẫn có thể sửa đổi thành lương thiện được không? Có ăn lời khuyên bảo can ngăn của vợ không? Ước gì cô có phép tiên cảm hóa được chồng từ ngày ăn ở với nhau chồng cô đối xử với cô ra sao có lẽ sẵn lòng tin và mù quáng về tình yêu cô không nhìn rõ được chỉ từ hôm hai cụ ngu giận cho vợ chồng cô đi lại như thường thì anh hay vắng nhà nói rằng làm việc báo có phải thật hay anh đi chơi bời rượu chè cờ bạc trai gái thuốc sái ở đâu có phải anh hay là nhà vợ là gì yêu vợ nên quý mến bố mẹ vợ hay để nịnh hót lấy lòng tin của hai cụ hồng mua mua điều gì bạn bè của anh có những người gian tục gian rác như đồ xỏ lá ba que nhưng sau cũng có ông ấm cận ông cử quyền và có cả mấy ông huyện ông phủ thật là khó hiểu tính nết thì thất thường thật không ra thật dối không ra dối khôn không ra khôn đần không ra đần không hiểu chồng cô thế nào mà viết báo, giả lại là chủ bút. Rồi cô lại nghĩ, có thật người đàn bà ấy là vợ của anh thừa hay là vì anh ấy làm báo, quen nói thẳng thắn quá lời mà người ta ghét, thuê người đến đặt điều với cô để bâu nhỏ anh. Bỗng sàn gác kêu đánh kẹt. Có tiếng chân người đến gần, cậu nghĩa gọi. Chị, chị ơi! Cô không trả lời. Chị ngủ rồi à, Cô cũng không trả lời. Cậu Nghĩa rón rén ra xa, rồi xuống thang. Cô giờ ngủ để cậu Nghĩa khỏi hỏi chuyện. Rồi cô rối bời bời, chưa nghĩ ra nên làm thế nào. Nếu em mà hỏi, tất cô không thể giấu. Em cô biết, tất hai cụ cũng biết, sẽ đau lòng vì thương cô. Hiện giờ hai cụ đương tin và yêu chàng rể. Xong, sự thật thì rõ ràng là vì hai cụ đương bị chàng rể bẹp cô cứ để vậy thì hai cụ vui vẻ đấy. Nhưng như thế là cô có biết hai cụ bị bịp mà cứ để yên. Như thế là cô về hùa với chồng để lừa cha mẹ. Gặp một người ngoài bị nạn, mình còn phải cứu, chả dễ thai. Huống hồ người bị nạn lại là người đẻ ra mình. Đau đớn cho cô quá. Cô có nên tự tử không? Đành rằng tự tử thì cô được yên thân. Xong, như vậy lại đúng là cô đưa con dao cho dư luận để bồi vào đầu cha mẹ thêm một nhát quyết liệt cho chết hẳn. Không, cô không thể bất hiếu đến hai lần. Giả lại, nghĩ đến tự tử, cô sợ lắm. Bỗng nhiên, mình giết mình đương sống, ai lại đang tay thế được? Rồi người tự tử quá thành những quan hồn, những con ma. Nó bắt người khác theo dốt của nó để thay cho nó được lên làm người bỗng cô ghê rợn, rùng cả mình. Cô kéo chăn trùm hẳn lên đầu để suy tính. Thôi đành vậy. Cô phải chuông sâu nỗi khổ tâm xuống tận đáy lòng, âm thầm mà một mình chịu tai họa. Thế thì đối với chồng cô phải làm thế nào? Đã giấu cha mẹ, cô đành giấu cả chồng. Không cho rõ là cô đã biết hết về anh để anh đối với hai cụ cho tự nhiên. Như vậy thì giữ được hòa khí chồng cô đối với cô tự nhiên thì gia đình được thuận cô sẽ dò dần thói hư tật xấu của chồng để lựa lời mà khuyên can nhưng cô nghĩ lại cô có nở lòng trông thấy cha mẹ bị chồng cô đưa xuống hố mà cứ để vậy hay không và cô có thể suốt đời là cái mọc chống đỡ che đậy cho người ngoài khỏi nhìn thấy bộ mặt thật của chồng để trong ấm ngoài êm không cô thở dài cô thấy má lành lạnh cô sờ tay vào gối xem cái gì, thì ra không biết cô khóc từ bao giờ, khóc nhiều hay ít mà gối cũng sũng những nước. sáng hôm sau, lúc cô lễ dậy thì cậu nghĩa cũng vừa dậy, cô đưa cái văn từ nhà. em giữ hộ chị. cậu nghĩa ngơ ngác hỏi. sao thế hả chị? em cứ giữ cẩn thận cho chị, bao giờ chị cần lấy chị sẽ bảo. Nhà của chị thì chị giữ văn tự chứ. Cô tặc lưỡi. Nhà cửa gì để xem đã. Nói đoạn, cô để tờ giấy trên mặt bàn rồi xuống nhà. Cụ bà nhìn thấy cô thì ngạc nhiên, cụ gắt mở nghĩa. Ra con nói dối đẻ là chị con về rồi. Cô lễ vội vàng nói. Thưa đẻ, đó là tội của con, con đau bụng quá. Về thì sợ sương gió, mà ở thì sợ để dục về, cho nên con phải xui em con nói thế. Cụ ngu giận. Thôi, thế thì hoàng hoàng lên mà về. Kéo cậu ấy không bằng lòng. Xuất giá thì phải tổng phu con à. Cụ bảo con dâu. Con cùng đi với chị. Nói với anh rằng, tại đêm qua để bị cảm, nên thầy bảo chị ở lại. Cô lẽ thấy mẹ nhận lỗi hộ mình để che mắt một người đầy tội lỗi với mình, với mẹ và với cha cô vừa cảm động vì mẹ, vừa bực dọc với chồng, không thèm nói dối người hay nói dối, cô nhăn mặt. con về một mình không sao à? ừ, vợ chồng mới, đừng tình yêu chiều trụ nhau. nhưng có lẽ cụ ông cũng băn khoăn, cụ rời ghế trận kỹ ra nhà ngoài nói, đây đây thế này, cô bảo cậu ấy là ở lại xem thầy lấy số tử gì cho cậu ấy đến khuya, chắc thế nào cũng thích rồi dọt ngay đến đây cho mà xem. Cô Lễ chào cha mẹ rồi lững thững đi bộ về hàng bồ. Cô đã quyết định, nhất định cô giữ vẻ mặt như thường để xem chồng cô thế nào. Nhưng lạ quá, cô không gặp chồng. Đêm trước anh thừa không ngủ nhà. Anh ta theo cụ tú đến hàng giải thăm. Rồi đi đâu? Anh thừa đập dồn dập vào cửa nhà chị Sáu. Cửa mở ra, anh ta vừa chạy tình thịt lên thang gác vừa chửi. Tiên sư nó, nó vừa ném cúp vào mồm ta mẹ à, thối quá. Ông tình muôn thở ngẩn đầu dậy. Sao sao? Anh thừa vừa bưng miệng vừa nói. Đây này, nhen nhé cả vào mặt mũi. Chị Sáu thò mồm ra mái hiên nhổ. Gớm, gớm, thối quá. Xuống nhà mà rửa rác, thay quần áo đi. Chưa chi đã lên gác. Tối tâm rồi nó dính cả vào cầu thang, vào sàn gác ai biết chỗ nào mà có được. Ông văn sĩ thấy mặt anh thừa đen xì xì, chả nhận ra chỗ nào là mắt, chỗ nào là mũi, chỗ nào là miệng thì buồn cười không nhìn được. Ông phá lên cười, ôm bụng mà cười. Anh thừa cáo. Tiên sư mày, mày làm ông chịu, mày còn cười được à? Chị sao đuổi. Thôi, hãy ra đằng sau mà rửa, rồi tha hồ mà cãi nhau. Gốm, thối quán thiên địa. Anh thừa xuống thang, Ông Hoài Tân Tử vẫn cười, nằm ngửa ra mà cười, quật tay quật chân xuống chiếu mà cười. Anh Thừa xúc miệng, nhổ toàn toẹt, rồi khạc, rồi nhổ, rồi ẹ, rồi dội nước ồm ồm, chốc chốc lại chửi. Tiên sư nói, vẫn còn thối. Anh gọi, có bằng cái đánh răng, giấy thuốc đánh răng không hả anh Sáu? Rồi anh lại gọi, anh Sáu ơi, cho mượn bánh xà phòng nhé. Anh gọi, anh rửa, anh tắm, tiếng nước như thác chảy. Ông tình muôn thuở chỏ xuống nói Khéo mà bắn cả vào trong nước ăn của người ta nhé. Chị sao bảo vậy là rồi Anh thừa kêu Vào cả ngực áo mẹ à Mai tao lại không mặc áo đoạn Ông hoài tân tử lại cười Anh thừa giặt Tiếng giò quần áo mạnh như tiếng trâu cò vào cột chuồng Ông tình muôn thuở bảo chị Sáu cho nó mượn cái đèn Tối thế Không khéo nó rửa không sạch đâu Kể cho chết Tử ơi kiếm cho tao bộ quần áo Ông văn sĩ lại nằm ngửa ra mà cười Rồi bảo chị Sáu Nhà còn cái nào cho nó mượn Chị Sáu xuống nhà Lấy quần áo cho anh thừa Kính thưa quý vị và các bạn Chỉ có cô Lễ mới không biết Người đàn bà đang ngồi trước mặt mình là ai Chứ vợ cả thừa biết hết mọi chuyện không biết có phải vì ghen tuông hay vì quá ức trước sự bội bạc, sự nhẫn tâm khi làm cha mà không hề chu cấp tiền bạc cho con trai mà mẹ Mão phải lặn lội từ quê ra Hà Nội. Khi trả lời những câu hỏi của cô Lễ, mẹ Mão đều nói những câu mang hai ý nghĩa. Nhưng thấy dường như cô Lễ không hề biết về những chiêu trò lừa gạt của thừa, hoàn toàn mù tịch về những người vợ, những cô bồ qua đường. Người đàn bà thấy tội nghiệp cho cô gái con nhà tử tế, liền xưng mình chính là vợ cả của thừa đi từ ngạc nhiên này qua đến sự sửng sốt khác mặt cô lễ tái dần đi và nước mắt giàn giụa cô té xuống giường và được mẹ mão đỡ lên rồi từng tên người vợ được mẹ mão nêu ra với từng câu chuyện lừa gạt kèm theo lần dở từng trang cuộc đời thừa từ lúc sinh ra đến khi lớn lên không chịu học hành chỉ ham cờ bạc trong chơi lêu lỏng cho đến khi được cha mẹ cưới vợ mới ra hà nội sinh việc và được đưa đi nhà đồng đăng làm phu kiếp. Câu chuyện về việc cướp chiếc bằng làm thuốc, về cô đốc Marie, về trò lừa bịp người bệnh bằng cách mua thuốc của chỗ khác về dán tên phòng thuốc của chính mình, rồi giật luôn cả tiền đã mua thuốc của các công ty dược phòng trong Sài Gòn. Được mẹ Mão kể lại bằng giọng buồn buồn, người đàn bà còn chỉ cho cô lễ thấy những vết sẹo trên khắp thân thể, hậu quả của những trận đánh mà tai thừa đã sẵn sàng đám đá nếu không lấy được tiền đi đánh bạc. Cô Lễ sẽ đối diện và giải quyết vấn đề này ra sao khi gặp người chồng đáng sợ ấy. Liệu cô có dám lột chiếc mặt nạ giả dối anh thừa đang mang hay không? Để đi tìm lời giải đáp, xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 37 tiểu thuyết đóng rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai với nhiều chi tiết khá gây cấn. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt